là tại vì Thành là cầu thủ á cho nên là đá đó. Dạ anh Duy. Dạ anh chắc chưa. Anh Duy nhà mà kêu đá cái chất cào máu. Ờ bà Tiền mới chạy xuống theo để nhìn này thấy đường. Ủa mình chạy sao như thế là nhìn lên đường. Em phải đi chưa, mua bóng này xong rồi thuyết phục là 4 người ra sân vận động là bóng của mình. À thuyết phục mà. Thuyết phục mà 4 người mà. À 4 người ở đâu ra? Cứ ở ngoài đường ngoài trong nó thuyết phục mình mà làm chứ phải chỉ đứng gà vô à. Không, đứng gà nhỉ. Gà dễ lắm á. Rồi mình đưa ông ta cùng nhau vô đường. Được ai cũng được anh ạ, tại vì không có thời gian người ta đi mừng rồi. Xong ra kia thì tham gia ra trận đấu mình thắng trước đó. Vậy thì mình phải nói là em ơi mình đang cái chương trình. Vâng, đúng rồi. Đây quý vị nhé. Vâng, cái gì cho nhanh hơn. Này nhé, đây đang đi xin tiền nhé, làm ơn hợp tác cho người ta có tiền. Nếu mà không hợp tác nhanh đây là một ác lắm. Đây chạy. Học cái nhà. Chủ trước, mình phải chủ trước.